bạn đang sở hữu doanh nghiệp và bạn cần logo. Hơn thế nữa, bạn cần một bộ nhận diện thương hiệu đẳng cấp. Hãy để chúng tôi giúp bạn. Bằng sự sáng tạo và tâm huyết của mình, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những logo đẳng cấp nhất, tuyệt vời nhất. Bạn có thương hiệu, còn chúng tôi có bệ phóng hoàn hảo. Mebo, bệ phóng cho doanh nghiệp. Lương một tháng của tân tổng giám đốc VinFast cao gấp đôi thu nhập một năm của cả hội đồng quản trị Vingroup. Tham vọng chinh phục giấc mơ ô tô thương hiệu Việt đã được tập đoàn Vingroup tái khẳng định một cách đầy mạnh mẽ. Một cách chính thức, vị sếp cũ của hãng ô tô hàng đầu thế giới General Motors, ông Jambi Derucker, đã trở thành tổng giám đốc đầu tiên của nhà máy sản xuất ô tô VinFast tại Hải Phòng. Và có vẻ như cái giá của lời khẳng định này là không hề rẻ chút nào. Trong những năm tháng, ông Derucker còn làm việc tại cương vị lãnh đạo của General Motors. Các báo cáo đều thể hiện rằng ông này thường xuyên nằm trong top những người được trả mức lương khủng nhất toàn tập đoàn. Ông Jambi Derucker từng giữ vị trí phó chủ tịch điều hành hoạt động sản xuất toàn cầu của General Motors trong những năm cuối cùng làm việc tại tập đoàn này. Chức vụ phó chủ tịch của ông được xếp vào loại Executive Vice President EVP trong các tập đoàn rất lớn. Chức phó chủ tịch tập đoàn thường được chia thành nhiều loại nhằm thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. Trong các báo cáo thường niên năm 2014 và 2015 của General Motors, vị tân tổng giám đốc của nhà máy VinFast đều được nhắc đến trong đội ngũ ban lãnh đạo. Đến năm 2016, tên ông không còn xuất hiện do đây là lúc ông đã quyết định nghỉ hưu sau 37 năm làm việc, trong đó có 16 năm tại General Motors. Điều đáng tiếc là mọi báo cáo của General Motors đều không chỉ ra con số lương cụ thể của từng thành viên trong ban lãnh đạo tập đoàn này, bao gồm cả ông Derucker. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn vẫn có thể dựa vào số lương công bố của những người đồng cấp EVP, những người sẽ có tương đương mức lương đối với ông Derucker để làm những phép suy ra có độ tin cậy cao. Cụ thể, năm 2015, năm cuối cùng vị tân tổng giám đốc của nhà máy VinFast làm việc tại General Motors, trang Morningstar ghi nhận những người đồng cấp với ông có con số thu nhập như sau. Ông Chuck Steven, EVP Giám đốc Tài chính hay CFO, có tổng thu nhập 8,1 triệu USD trong cả năm. Ông Mark Rezus, EVP phụ trách phát triển sản phẩm toàn cầu, mua hàng và chuỗi cung ứng, có tổng thu nhập 10,2 triệu USD trong cả năm. Ông Kirk Green, EVP phụ trách về mặt luật pháp hay CRO, có tổng thu nhập 8,4 triệu USD trong cả năm. Tất cả những con số này đều được chặn trên bởi số thu nhập của chủ tịch tập đoàn là ông Daniel Amen. Ông này hưởng mức thu nhập 11,8 triệu USD trong năm 2015. Sang tới năm 2016, vào thời điểm ông Jambi Derucker đã nghỉ, thì mức lương của những người nắm chức vụ EVP hầu như không thay đổi nhiều. Trang Salary.com đưa ra thống kê vào năm này như sau. Ông Mark Rezus có tổng thu nhập 8,3 triệu USD trong cả năm. Ông Chuck Stevens có tổng thu nhập 7,5 triệu USD trong cả năm. Những mức thu nhập này đều được chặn trên bởi con số tương tự của ông Daniel Amen. Ông này có thu nhập 10,2 triệu USD trong năm 2016. Cũng theo trang Salary.com thì những con số này chỉ bao gồm khoảng một nửa là lương cứng, còn lại là thu nhập từ cổ phiếu và một số khoản tiền khác. Từ những số liệu kể trên, có thể thấy rằng trước khi được mời về VinFast làm việc, ông Jambi Derucker có thể đã được General Motors trả tới 7 triệu USD đến 10 triệu USD cho mỗi năm. Con số này tương đương với 160 tỷ đồng đến 227 tỷ đồng. Chia theo tháng, tân tổng giám đốc nhà máy VinFast có thể đã từng bỏ túi khoảng 13 đến 19 tỷ đồng thu nhập hàng tháng. Giờ đây, khi đã được VinFast chiêu mộ, câu hỏi được đặt ra là mức lương mà tập đoàn Vingroup trả cho vị cựu lãnh đạo của General Motors là cao đến mức nào? Có một điều chắc chắn là con số đó sẽ không thể kém cạnh mức lương rất khủng mà ông Derucker từng có trong thời gian làm việc cho hãng sản xuất xe hàng đầu thế giới. Thế nhưng nếu như vậy, câu hỏi sẽ lại đặt ra cho chính quỹ lương của Vingroup. Nên nhớ rằng vào năm 2015, một thông báo phát ra từ Vingroup đã xác nhận chi ra 5,5 tỷ đồng cho cả năm 2015 để trả lương cho hội đồng quản trị gồm 10 người của tập đoàn này. Như vậy, vào năm đó, lương của Vingroup trả cho 10 người top bu của tập đoàn này trong một năm chưa bằng nổi số tiền của ông Derucker đút túi trong một tháng. Trong làng bóng đá thế giới cũng có một câu chuyện tương tự như cách Vingroup chiêu mộ người tài để biến giấc mơ của mình thành hiện thực. Đó là vào mùa hè năm 1994, huyền thoại bóng đá người Đức Jürgen Klinsmann lúc đó đang trên đỉnh châu Âu, bất ngờ chuyển tới thi đấu cho một câu lạc bộ làng nhàng của nước Anh, lúc đó là Tottenham Hotspur, Spurs. Người ta kể rằng, vị chủ tịch của Spurs lúc đó đã tới thuyết phục Jürgen Klinsmann chỉ bằng niềm tin sắt đá rằng câu lạc bộ của mình có thể vươn xa tới đâu.
đạt được những thành tựu gì và họ cần sự có mặt của người cầu thủ Đức như một điều không thể thiếu. Sau khi được thuyết phục, Klinsmann đã quyết định giảm lương và đến với đội bóng phía Bắc London. Kết quả một mùa giải thành công đã đến với Spurs và câu chuyện về Vingroup cũng có thể sẽ như vậy. Theo Vượng Lê Trí Thức Trẻ, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.